Ủa thanh niên này chơi con xương rồng này mày, con xương rồng này con G4 á mày, đau cái đầu ghê luôn. Mày combo mày G4 xương rồng. Mẹ xương rồng chắc chưa kịp khạc bị bên kia đá chết mẹ luôn, thu tóc luôn, trời ơi, thu tóc nữa. Bên kia chắc một lượt. Rồi một lượt luôn rồi má. UR mà còn xương rồng vô nữa, mẹ khổ gì. Đi mà đi đồ hình DOT á thì mấy em đi trước DOT, còn mà vô bây giờ mẹ mấy tướng này toàn là xét sinh chủng không mà vô mà không DOT tụi này trước vô mày nó đạp một lượt rồi rụng sạch á. Tính ra G4 cũng mạnh phết đó chứ. G4 rút đập rút máu bên kia rút, trời mình G4 nó rút kìa. Nó coi thử G4 rút chết được nào. Trời đập nổ kìa. Cũng mạnh mấy anh em à. Trời ơi má đã gì G4 gục Awakening 1 nữa. Má thiệt. Đi cái đồ hình nữa nè, nữa mở thiệt. Mày G4 Awakening 1 nữa. Rồi mày đi. Mày đi. Rồi chưa trâu ác. G4 này build tăng như sao vậy? Nghĩa G4 này build tăng hay sao mấy ông à? Châu quá. À con G4 này hồi nãy đứng chung hạng con đồng đế nó miễn nội thương hiện chi nó châu. G4 này nãy đứng chung hạng con đồng đế. Riêng con Boros này về server Việt Nam tôi chắc chắn tôi sẽ lấy xe kỷ của Boros. Tính ra con G4 này trâu phết rồi, mẹ build đồ nó dồn đồ G4 trâu phết luôn. À chết rồi đó. Né ra đâu thì cũng chết thôi mấy anh em. Sao mà đỡ được. Né tới đâu thì cũng chết. Em thử kiếm cái trận nào coi Sam không? Coi Sam dạo này mấy anh Sam, bị dạo này mấy con Sam bị chày gõ lủng cái đầu rồi cho nên là không thấy Sam xuất hiện nữa, để vô chết trận nào có Sam. Má nhiều ông hôm nay tôi ngồi tôi mở nhạc kiến sinh vô ngồi mấy ông chiêu chiêu mấy ông ngủ mẹ hết luôn, thề luôn. Thiệt nhiều ông hôm nay ngồi mẹ tôi mở nhạc kiến sinh ngồi chiêu chiêu mấy ông ngủ mẹ hết rồi. Dần dần
Không ngủ được thì cố xin chiến khu. Ngồi xem chiến khu giờ có bổ ích. Anh em ngồi mấy anh em chat lên, anh em nói chuyện vô với tôi. Giờ cũng có 59 người xem rồi, giờ sắp 1 giờ sáng rồi. Hồi nãy cái gì ngủ mẹ rồi, tôi mà ngủ mẹ giờ này mấy anh em không thức không? Cái gì này đi ngủ luôn rồi. Đang hơi thở của sự nghiêm ngặt, anh đi vô ăn. Ôi mày học thì mày tập trung mày học đi, mày ngồi mày nghe tao nói làm gì trời ơi. Ờ hay là mai anh Han anh làm podcast nha. Mai anh Han là anh Han nên làm talk show podcast nha. À, tối nghe giọng anh chiêu lắm, ok đồ, nếu mai tao làm podcast được, mai tao viết kịch bản tao làm podcast được. Dạo này nó đang là chào lưu á. Rắn ốp Demon là con gì? Nhiều không muốn vô fanpage game. Nhiều thằng tính ích kỷ vãi, trời ơi anh chỉ em cho. Nhiều thằng mà nó chửi game á, em copy cho nó qua chơi con game hơi thở mặt trời cho nó chơi con game đó. Em giới thiệu, bạn ơi mình có con game này nè, game free, lại cùng không nạp tiền nữa, chơi gacha được nhiều tướng, thì đến với game hơi thở của mặt trời. Giới thiệu cho nó vô chơi hơi thở mặt trời, chơi game đó không nạp tiền cũng mạnh, vô cho nó giới thiệu cho chơi game đó. Mày xương rồng vẫn là xương rồng mày đó coi. Nó đi gặp cái thằng đó hồi nãy xương rồng nó khạc từ trước không? Mẹ bên kia chơi xương rồng rồi bên kia nó chơi MK. Trời ơi. Vậy mà vẫn thắng được hay thì chứ. Sao mà thắng được hay dữ vậy trời? How? Sao mà nó có thể thắng được trận này hay gì bên kia nó có MK mà. Vậy mà bên MK thua. Đâu, nó ao em mà mấy anh em. Nó có hai con Gengoku, một con là đánh một con chia cái con mà hệ thủ á, con cái con là màu thiên xanh á thì nó đánh hàng ngang, còn cái con mà nạp tiền á là đánh AoE, mà con nạp tiền là con đánh AoE. Missile hassha. Dandan iku yo. Ora mo icha. Lấy xương rồng siêu kỹ hay skip tới MK? Coi clip đi mọi người, cái đó nó không tích rồi. Ồ, vậy mà con gồ 4 vô một lượt nó giật chết hết luôn vậy trời. Ghê vậy. Ồ, mẹ 2 tỷ rưỡi đam, kinh vậy. Mẹ con zombie này, con zombie 1, hồi. Má, hồi nãy tôi tưởng nó con zombie này, con zombie men hết rồi cộng không à, tới lúc mà nó bắn tôi mới biết. Mày cũng không để ý cái dáng đứng con zombie men, tôi tưởng nó con zombie men này, con zombie men SR cộng mà sao nó không bút tóc, giờ tôi mới để ý đủ con zombie men này, con zombie men 1, trời ơi là trời, đủ
Thiệt luôn vậy luôn á hả? Vậy luôn. Vậy luôn. Dòng Min Min này cũng như Min Min 1 mấy ông à. Mày ảo vãi, tôi không để ý, bây giờ tôi mới để ý á. Nổ rồi đó, bây giờ nổ bét rồi đó. Con Gu Kích Sư 2 thanh máu 16 giáp bô rốt. Kinh này. Mẹ gõ không mất máu nổi như cái sư. Trời mình kia nó trâu quá. Trâu ác luôn. Chiêu đá mỗi tay luôn. Mày ô kích sư. Chơi nông dân thì Awakening 1 thôi, giờ anh kêu Awakening 2 mới lấy được không? Bây giờ anh kêu Awakening 2 mới chơi được, em mới lấy được không? Mình chơi trong khả năng của mình thôi, trời ơi, đừng đú quá. Nhiều con Awakening 1 nó sẽ chơi vui hơn là một con Awakening 2. ミサイル発射。 Để coi đỡ đi kiếm cái trận nào có con Sam mà quét trận 2 không vô coi. Anh nạp bao nhiêu một tháng ở full đồ quét trận 2? Anh nạp ngày xưa là 1.2 triệu là đủ rồi. 1.2 triệu là lấy tướng thôi nha. 1.2 triệu là lấy tướng thôi nha. Còn để mà lấy siêu kỹ luôn á thì phải tầm 1.8 triệu. Lấy siêu kỹ luôn thì phải tầm 1.8 triệu. 1.8 triệu đến 2.4 triệu thì mới lấy được siêu tuyệt kỹ, chứ còn lấy tướng không thì cũng cái tầm 1.2 triệu lấy. 1.2 triệu thì thoải mái vivu, còn mà lấy siêu tuyệt kỹ quan trọng là siêu tuyệt kỹ nó mới mệt thôi, còn tướng thì nó dễ mà nè. Tại siêu tuyệt kỹ là mấy anh em mới mua chay, mua bằng gói thủy tinh á, còn vé thì mấy anh em mua bằng kim cương rồi được, rồi chạy sự kiện rồi được. Còn tháng này thì chắc chắn đỡ rồi đó, tháng này bú được 10 giấy siêu kỹ trên sự kiện web event là quá ngon. Trời, mẹ 698 triệu. Con chày nó gõ một phát 698 triệu. Nó gõ một phát con Boros đang 13 thanh máu xám, nó gõ một phát chết luôn. Độ vãi cứt thiệt. Má đầu game chơi nó cùi đổ, cuối game nó gõ một phát gần 700 triệu. Mẹ vãi cứt chày. Tao lại mày chày vậy à.